Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elisabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria thưa với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Anh chị em ta thân mến, lễ Đức Mẹ hôm nay chúng ta mừng kính với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Cái chữ Mân Côi đấy thì khởi đầu từ đất, mảnh đất Bùi Chu của chúng ta, với Đức Cha Cố Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn. Ngài dịch cái chữ Rosarium, tiếng Tây, tiếng Latin là chữ Mân Côi. Rồi con cái của Đức Mẹ Mân Côi đấy cũng là cái chữ mà Đức Cha Cố Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn đã dịch ra tiếng Việt là chữ Mân Côi, và sử dụng phổ biến bằng tiếng Việt từ ngày đó cho đến bây giờ. Ngày xưa chúng ta gọi cái lễ này là lễ Đức Bà Rosa. Rosa, Rosa tiếng Latin có nghĩa là bông hoa hồng. Mân Côi đấy cũng là cái bông hoa hồng, một chuỗi hoa hồng, tràng chuỗi Mân Côi đấy thì gọi là Rosarium, có nghĩa là một chiều thiên hoa hồng. Cái sự tích ấy tôi đã một vài lần kể rồi, nhắc lại một chút. Từ ngày xưa đấy, khi mà chưa có tràng chuỗi Mân Côi đấy, thì các tín hữu đã lặp lại những lời cầu nguyện, lời chúc tụng như bài tin mừng hôm nay đấy, của sứ thần Gabriel chào Đức Mẹ: Ave Maria, kính chào bà, đầy ơn phúc, đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Đó là lời kinh kính mừng đấy. Rồi lời kinh Thánh Maria đáp lại đây cũng là lời cầu khởi đi từ bà Elisabeth này: chào Đức Mẹ. Rồi thì các thánh thêm vào sau, chúng ta có kinh kính mừng, nhưng mà chưa có thành cái tràng chuỗi Mân Côi như chúng ta có ngày hôm nay. Và các tín hữu thì cứ âm thầm và thầm thí đọc kinh kính mừng.
trong một cái tu viện kia có một tu sĩ trẻ, một tu sĩ nam tu đấy, không phải các sơ đâu, và có lòng kính mến Đức Mẹ, rồi đọc kinh cầu cùng Đức Mẹ, đọc kinh kính mừng sốt sắng lắm. Và khi ông thầy này đọc kinh kính mừng thì cái môi đấy chúng chím nở ra như bông hoa hồng vậy. Đức Mẹ lấy làm thích, vui thích. Đấy, Đức Mẹ hái lấy những cái bông hoa hồng từ môi của ông thầy kết lại thành một cái vòng hoa, một cái chiều thiên đội lên đầu, chiều thiên hoa hồng. Như ngày hôm nay các dì khấn ấy cũng đội lên đầu cái chiều thiên, viên cái chiều thiên hoa hồng. Ở trên này chúng ta thấy các dì cũng kết những bông hoa hồng ở chân bàn thờ đây thành hình một cái tràng chuỗi mân côi, không biết có đúng hay không. Thiếu thánh giá, có thánh giá không ạ? Cũng có thánh giá luôn. Vì vậy đấy thì cái tràng hạt mân côi đấy, hay là cái tràng chuỗi hoa hồng, là những lời kinh kính mừng chúng ta dâng lên cho Đức Mẹ thành một chiều thiên dâng kính đội lên đầu Đức Mẹ, thể hiện lòng chúng ta yêu mến Mẹ Maria. Ở giáo phận chúng ta thì có truyền thống đọc kinh mân côi hàng ngày, đọc sáng, đọc trưa, đọc chiều, đọc tối, đọc riêng, đọc chung. Các bà đi chợ thì đầu đội thúng, tay vẫn có thể lần hạt, một tay dắt con, một tay lần hạt. Anh chị em lên thăm cha quản lý quê hương ở trước cái vườn, đằng trước cái vườn kinh Ave Maria đấy, có hình ảnh bà mẹ Bùi Chu đầu đội con gà, cái thúng có con gà nó thò với cái mảy chuối nó thò ra, một tay thì dắt đứa con trai, một tay thì cầm chàng hạt lần hạt, vừa đi vừa đọc kinh, hai mẹ con đọc kinh với nhau. Ngày nay các phương tiện thuận tiện hơn, chúng ta đi trên ô tô chúng ta cũng có thể đọc kinh chung với nhau, cả một đoàn hành hương, một nhóm hành hương đi xe chia nhau làm hai bè cũng đọc kinh với nhau. Ngày xưa đấy, ở Bùi Chu chúng ta có những cái chuyến đò dọc từ bến Fatima đi Ninh Cường, đi nơi nọ nơi kia, đi lên cả Nam Định nữa. Các tín hữu đi trên những chuyến đò dọc như vậy, cũng đi chợ, đi búa, từ chợ Cầu Cụ đi ra chợ Cồn ở dưới Hải Hậu, cũng chia ra làm hai bè đọc kinh mân côi chung với nhau, đi đường bình an. Rồi chúng ta vẫn thường thường đọc kinh mân côi trong truyền thống của giáo phận chúng ta này, là chúng ta đọc kinh ban tối chẳng hạn, thì chúng ta đọc kinh tối ngày thường, rồi xong chúng ta ngắm lần hạt mân côi, rồi xong đọc kinh cầu Đức Bà, rồi đọc đủ các thứ kinh. Ngày xưa tôi cũng đi nhà thờ, nhà thánh đọc lắm, thứ kinh lắm. Vì vậy đấy mà giáo phận chúng ta được gọi là giáo phận riêng của Đức Mẹ. Và cũng người khác người ta cũng nói mỉa mỉa đấy, người ta bảo là địa phận Bùi Chu là cái cối say kinh, say thóc ngày xưa đấy, suốt ngày say kinh. Tôi ngày xưa tôi còn nhỏ nhỏ đấy thì đi lễ đến các nhà thờ thì không có đúng giờ như ngày nay đâu. Các cha đi lễ từ năm ba giáo xứ, và các phương tiện đường xá nhiều khi nó cũng không có thuận lợi. Và phải thường thường phải đợi các cha có khi nửa tiếng, cả tiếng hay vài tiếng cứ ngồi đợi đây, và đợi bao nhiêu lâu thì đọc đủ bằng ấy thứ kinh bấy lâu, không thiếu thứ kinh gì, đọc hết. Lần hạt 50, 100, 150, rồi xong rồi thì đủ mọi thứ, các kinh ông thánh bà thánh, kinh cầu này, kinh cầu kia, cho đến bao giờ ông cha về thì đánh cái chuông báo cha về, đến lúc ấy bắt đầu mới có lễ. Ngày nay thì muộn đi mấy phút hay sớm đi mấy phút là bà con mình càm ràm rồi, đúng không? Tôi thỉnh thoảng vẫn đi dạo xung quanh đền thánh, rồi thì tôi lần hạt. Có mấy đứa trẻ nó bảo, nó ra nó nhìn thấy ông cha xong rồi thì nó chào cha, xong rồi nó bảo, cha cầm cái gì ấy chúng mày ạ? Thế là mấy đứa nó chạy này nó ròm ròm, xong rồi bảo, à cha cầm cái vòng. Chẳng biết cái vòng gì. Vì vậy hôm nay nhân ngày lễ mân côi, tôi giới thiệu một chút về cái tràng hạt mân côi. Tôi cầm cái này mà nó bảo là cái vòng các bạn này. Ít người Kiên Lao có cái tràng hạt giống như tôi. Các ông, các bà có cái tràng hạt vàng, bằng bạc, bằng ngọc, bằng ngà, bằng cái thứ. Nhưng mà đố ai, đố cả các tỷ mân côi có cái tràng hạt ấy. Có không? Chẳng
Không có. Đây là cách thế bảo với con cái của mình, đây là chẳng hạt mân côi. Và cái cách thế đơn giản và giáo hội đấy, hiệp thông cái cả giáo hội chúng ta lần hạt mân côi. Lần hạt mân côi này, đầu tiên là cầm thánh giá này, làm dấu thánh giá, làm dấu thánh giá với thánh giá này, nghĩa là đọc cái, làm dấu thánh giá và đọc kinh Tin Kính khởi đầu với cây thánh giá. Xong rồi một cái hạt đầu tiên, bà con mình thấy không, có một cái hạt này cách ra tí để ba cái hạt liền nhau, rồi này một cái hạt nữa này. Đấy. Cái hạt đầu tiên đây là màu xanh lá, màu xanh lục, thứ hai là màu đỏ, thứ ba là màu trắng, thứ tư là màu xanh dương, thứ năm là màu vàng. Đấy, cái từng cái trục này cũng vậy. Đây là chuỗi tràng hạt truyền giáo. Làm gì dòng mân côi có... không có được cái này. Cái này tôi nhận máy từ Roma, từ thời phong thánh cho... phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Cái đấy bằng nhựa ấy, nó chấp chết chỉ. Cái gì cổ võ cái tràng hạt này. Hôm nay tôi cắt nghĩa một chút đấy, về cái tràng hạt truyền giáo. Chúng ta đọc kinh, làm dấu thánh giá, đọc kinh Tin Kính. Cái hạt đầu tiên là đọc kinh Lạy Cha, rồi liền sau ba kinh Kính Mừng, và kinh cuối là kinh Sáng Danh. Xin ơn tin cậy mến, xin cho thế giới được hòa bình, xin cho những người không có đức tin được nhận biết Thiên Chúa, những người vô thần ngày xưa cầu cho nước Nga an ăn trở lại. Xin cho bản thân mình, gia đình được bằng an. Cách đặc biệt nó là xin ơn hòa bình. Rồi thế thường thường đây có cái mẫu ảnh, và cái mẫu ảnh đúng ra đấy là một bên là ảnh Đức Mẹ, một bên là ảnh Trái Tim Chúa, cũng là cái mẫu kiểu ảnh của Đức Mẹ Camelo đấy. Cái mẫu ảnh này có cái giá trị cứu độ lắm, tôi đã cắt nghĩa ở lễ Đức Mẹ Camelo. Rồi xong cái trục thứ nhất, bây giờ đố bà sơ hợi là màu nào trước? Chơi không? Màu nào trước? À, màu nào trước? Các em nhà tập nay chưa chào cha xứ đâu mà to mồm. Màu xanh lục hướng chúng ta về châu Phi. Châu Phi, Phi Châu là cái nơi đấy, ông Thánh Augustino đấy cũng là từ ở làm giám mục ở Hippo, có nghĩa là miền Bắc châu Phi đấy, Kitô giáo cổ thời. Và châu Phi chúng ta cứ thấy tưởng họ nóng nảy, họ đen đúa họ ấy vậy, nhưng mà cái màu biểu trưng cho châu Phi là màu xanh, bởi vì có những cánh rừng rồi đồng cỏ bạt ngàn. Ngày nay đấy chúng ta xài toàn gỗ Nam Phi đấy, là vậy đấy. Rồi khởi đầu thì đọc một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, và đọc kinh Fatima, hay là cái lời nguyện ấy chúng ta vẫn đọc đấy. Này Chúa Giêsu gì rồi, xin tha tội tha lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục, và đưa hết cả các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn ấy. Đấy là kinh Đức Mẹ Fatima dạy cho các trẻ nhỏ để cầu cho mọi người khỏi phải sa vào hỏa ngục. Rồi sang đến màu xanh lục đến màu đỏ là châu Mỹ, nơi có người da đỏ đấy, người châu Mỹ, và cũng là nơi mà các nhà truyền giáo phải hy sinh đổ máu ra mà truyền giáo ở vùng đất Mỹ Châu. Rồi đến màu trắng, màu của châu, da trắng là màu của châu Âu, nơi có cả ngai tòa của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng mặc màu áo màu trắng đây, giống các bà đây này. Rồi đến màu xanh dương, hay là màu xanh da trời đấy, màu xanh dương là châu Đại Dương, nơi cái châu lục được bao bọc bởi biển cả. Rồi đến cuối cùng là màu vàng, là màu da vàng của quân nhà mình rồi. Đấy. Cũng là màu của phương Đông. Phương Đông là nơi mặt trời mọc hay lặn về nhà tập? Biết. Mặt trời mọc, ánh rạng đông hừng đông cứu độ,
Đức Mẹ cũng được gọi là đông ơn cứu độ. Đấy, cái này nhá, bảo cho con cái của mình, đây là chẳng hạt kính Đức Mẹ, chứ không phải là cái vòng. Ai lần hạt một mình đấy, riêng một mình thôi thì cũng được một ơn tiểu xá và được sự bảo trợ của Đức Mẹ. Lần hạt chung với nhau, bất cứ ở nơi nào trong gia đình hay nơi cộng đoàn, được một ơn đại xá. Cái đặc biệt chúng ta lần hạt trong gia đình, hay là chúng ta lần hạt ngay cả khi lần hạt một mình trước mình Thánh Chúa, cũng được hưởng một ơn đại xá. Chúng ta đã nhiều lần cắt nghĩa về ơn đại xá, là ơn đại xá là thay hết các hình phạt tạm. Vì vậy đấy, mỗi một ngày mình cầu, mình đọc một tràng chuỗi Mân Côi, một chuỗi 50 chứ không có đọc một ba kinh mà đòi ơn đại xá, không có đâu. Đấy, này chỉ cho các linh hồn, thì các linh hồn được tha hết các hình phạt tạm. Đương nhiên là mỗi ngày chỉ được một ơn thôi, đọc 100 tràng cũng chỉ được một ơn thôi, bởi vì mỗi một lần hưởng ơn đại xá đấy là phải rước lễ một lần chỉ vào đó cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Các gì thì đua nhau đếm, coi như là chẳng một ngày lần bao nhiêu chuỗi, bao nhiêu tràng, mai kia thành một rổ tràng hạt đưa lên tính với Đức Mẹ, đòi Đức Mẹ cho vào thiên đàng. Các gì cũng để có các cái rổ, cái tràng hạt, gọi là các cái tràng, cái trục kinh liên kết ở các cửa ra vào đấy. Ai muốn nhận thì cứ lấy miễn phí, mình thích đọc trục nào mình nhận một trục một, phải không? Ai đọc một trục thôi, mình liên kết với người khác thành một chàng, gọi là chàng Mân Côi liên kết với người khác. Mình đang phải trải qua nhiều đau khổ bệnh tật, mình nhận mùa thương về mình đọc. Mình đang chuẩn bị cưới vợ vui mừng lắm, mình nhận mùa vui về mà đọc. Mình đang làm ăn phát tài sáng sủa lắm, nhận mùa sáng về mà đọc. Mình đang có thêm cháu nội cháu ngoại vui mừng lắm, nhận mùa mừng về mà đọc. Đại khái thế. Tôi thêm một chút nữa, ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi cũng được gọi là Đức Mẹ Chiến Thắng. Với cái biến cố lịch sử ở Vịnh Lepanto tôi đã kể nhiều lần rồi, khi mà thế giới Kitô giáo bị đe dọa bởi Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 10 đấy, cũng là ngày lễ kính Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Thánh Nữ, và cũng là ngày thế giới truyền giáo, ngày cầu nguyện, gọi là bổn mạng của các sứ truyền giáo. Khi Thánh Teresa lên 9 tuổi đấy, được lúc ấy người mẹ đã qua đời, người mẹ qua đời khi Thánh Nữ mới có 4 tuổi, tôi đã kể chuyện tối hôm qua. Thì lúc ấy người chị mà bảo người mà thay cho mẹ mà chăm sóc cho Thánh Nữ này, chị Pauline này, vào nhập vào trong nhà dòng. Và cái cô Teresa này đấy thì quấn mẹ lắm, con gái út mà bây giờ mất mẹ rồi, bây giờ có chị thay cho mẹ, bây giờ chị cũng vào nhà dòng, thành ra thì đau khổ buồn nhớ, sinh ra trầm cảm, ốm đau, nằm gần như liệt giường không biết gì nữa, miên man. Cả nhà bố và ba chị, bốn chị cùng làm tuần 9 ngày kính Đức Mẹ Chiến Thắng, Đức Mẹ của chúng ta, Đức Mẹ Mân Côi. Xin Đức Mẹ ban ơn nâng đỡ cho đứa con út của mình, đứa em gái út. Và ngày 13 tháng 5 năm 1883, nghĩa là lúc ấy Teresa được 10 tuổi, đang trong cơn bệnh trọng như vậy đấy, thì trong cơn miên man nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra mỉm cười với mình. Đức Mẹ không nói gì cả, không làm điều gì cả, không dặn cái gì cả, chỉ mỉm cười thôi. Đấy, rồi sau đó cái biến cố đấy, sau này Teresa tự thuật lại là diễn ra trong khoảng 5 phút, rồi Đức Mẹ biến đi. Teresa tỉnh dậy, khỏe mạnh hoàn toàn, khỏe mạnh hoàn toàn. Ngày nay ở trong cái phòng của cái ngôi nhà của Thánh Nữ Teresa đấy, vẫn còn cái tượng Đức Mẹ mỉm cười, Đức Mẹ ban ơn đang đứng xòe tay ra như thế này. Qua
đó cho chúng ta thấy kính Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta kính Đức Mẹ chiến thắng là Đức Mẹ chiến thắng trên những đau khổ bệnh tật, chiến thắng trên quyền lực của sự dữ để ban ơn bình an, ban ơn cứu độ cho con cái của Đức Mẹ. Và vì vậy đấy, Đức Mẹ ban cho chúng ta một cái phương thế, đó là chẳng hạt Mân Côi. Như anh chị em nhìn trên tòa Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ trao cho Cha Thánh Đa Minh và Cha Thánh Đa Minh phổ biến cho chúng ta như là phương thế để ràng buộc, để nối kết, để thắt chặt đời sống của chúng ta vào với Mẹ Maria, nối kết chúng ta với đời sống của chúng ta với Đức Mẹ, để giúp cho chúng ta sống trung thành trong đức tin và đền đỗ, cũng như là được hưởng ơn cứu độ. Như là những cái lời cầu nguyện chúng ta cầu nguyện sau mỗi chục kinh, gọi là lời cầu nguyện Fatima đấy. Để rồi chúng ta thuộc về Đức Mẹ, và qua đó với chàng chuỗi Mân Côi cũng là phương thế anh chị em là những bậc làm cha làm mẹ trong gia đình ngày hôm nay đấy, chúng ta thấy con cái chúng ta nó đối diện với nhiều những áp lực và cái bệnh trầm cảm, cái bệnh giống như mà Teresa đã phải trải qua đấy, nó nhiều khi cũng phổ biến nơi con cháu của chúng ta. Chúng ta trao cho Đức Mẹ Maria con cháu của chúng ta, chúng ta đặt vào tay con cái của chúng ta chàng hạt của Đức Mẹ, chắc chắn tâm hồn của chúng ta sẽ được bình an, con cháu của chúng ta sẽ được chữa lành. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và cầu chúc cho công đoàn chúng ta hôm nay khởi đầu ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi Quan Thầy của Giáo xứ, chúng ta cũng trở thành một chàng hạt liên kết cả công đoàn giáo xứ chúng ta lại, để lời qua lời kinh trong gia đình, trong cộng đoàn, chúng ta xây dựng giáo xứ chúng ta trong sự thăng tiến, trong sự phát triển vững mạnh về đời sống đức tin và hoàn thiện trong mọi phương diện khác, để chúng ta sống xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô và là người con của Đức Mẹ.